Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ. Mình là viên tàu lao xã Vĩ Đao, Trần Hoàng, Đại Lâm, Ba Lô, Tali. Đây là trận bán kết của giải anh em công an phường 5 Phạm Huy Thông, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tạo sân chơi mừng xuân Tết Tây 2023. Chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Đi trước mặt đồng kính là tem của Tiên Chị đến từ An Giang. Còn bên kia là tem của Đông và Phi, Long Khánh đồng này. Một đều. Đây là trận bán kết thứ hai. Lại một pha bắt bú một không được tốt chỉ đội của tem Tiên Chị. 2-1. Ba một. Bóng ngoài. 2-3. Tiên Chị có thể làm nên bất ngờ điều gì không? Bên kia Đông và Phi rất đẳng cấp. 2-3. Lọt chăng. 4-2. Ba bốn. Có vẻ như biên số 2 đang bị chấn thương tay nhẹ nha các bạn, cho nên quánh không có lực kêu bạn của Tiên Chị. Một pha quá nhẹ nhàng vừa rồi của Văn Phi. 5-3. Bốn năm. Bốn năm. Sáu bốn. Một pha chuyền quá khó vừa rồi chưa bị sai. 7-4. Và kết thúc tốt của bị số 4 của tem Tiên Chị. 5-7. Cái tay thằng ấy nó đau mà chị, nó hoài, nó số 2 nó dành đi, nó đau tay nó. Sáu bảy. Tám sáu. Phép màu nào cho Tiên Chị và đồng bạn của mình đi. Ba
quá đáng tiếc. Một pha xử lý ra ngoài quá xa. Một pha chạm tay trắng gì rồi. Thì sao tại là 7-9. Quá ghê cho tí chị. Thầy một pha vừa rồi cũng có lẽ là dột mốc và có phần may mắn cho tí chị phải không vừa rồi. 8-9. Các bạn nhìn thấy như thế nào? Đồng rất lực bên tay trái của mình. 08. Một tám. 11-18. Chín mười một. Mười hai chín. Mười ba chín. Mười mười ba. Và kết thúc tốt rồi của tỷ chị. Mười một mười ba. Phản công cho tiên chạy. Quá hay. 12-13. Một cú sữa vừa rồi. Rất hay của tiên chị. Trong giờ giải đấu các bạn hãy dùng Libro nha. Libro. Chơi nóng và chơi lạnh và chơi đau mỏi vai gáy nha các bạn. Ok. Mười hai mười ba. Mười bốn mười hai. Quá ghê. Một pha phòng thủ tốt cho đội của Văn Phi. Và một pha phản công tốt của Văn Phi. 15-12.
đẳng cấp của Đông và Văn Phi. Mười ba, mười lăm. Mười bốn, mười lăm. Một pha trắng bóng tốc rồi của tem của Tiên Trì. Mười bốn, mười lăm. Mười sáu, mười bốn. Và kết thúc này quy luật của Văn Phi. Kết thúc gian đầu tiên tem Đông và Phi. 16-14. Xin mời các bạn xem tiếp set đấu tiếp theo của cặp đấu này nha.